Nhiều lần tin tức Mekong phản ánh về những trường hợp dùng đủ trăm phương ngàn kế để đối phó với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Khi thì dùng quyền trợ giúp từ người thân, khi lại năn nỉ, mua chuộc, ăn dạ, kiểu nào cũng có. Và cả những người chống đối bằng cách hành hung, lao thẳng xe vào cảnh sát giao thông. Vụ việc vừa xảy ra tại Hà Nội mới đây cũng khiến lòng người nổi sóng vì hành động quá liều lĩnh và manh động của tài xế, hay nói đúng hơn là của ma men cầm lái. Trước đó vào tối qua, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lập chốt đo nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật. Tại đây, phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 30E11257 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu tài xế kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà còn lao xe vào tổ công tác để bỏ chạy. Tài xế hất một cán bộ chiến sĩ trong tổ lên nắp capo và chạy được hơn 30 mét. Bước đầu xác định, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kết quả đo nồng độ cồn là trên 0,1mg trên 1 lít khí thở. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ tài xế để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Khoảng 21 giờ 40 phút tối qua, tổ công tác cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kiểm tra nồng độ cồn tại đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Phát hiện một thanh niên chạy xe máy không biển số với dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà chạy vượt qua lực lượng chức năng, tông vào đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Đối tượng sau đó bỏ chạy vào hẻm để tẩu thoát. Ngay trong đêm, công an khám kịp hiện trường, trích xuất camera an ninh truy bắt nghi phạm. Đại úy Châu bị gãy xương ống quyển chân phải, được chuyển lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.